Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại Ca Lăng Đà trong Trúc Viên, thành La Duyệt, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bấy giờ số đông tỳ kheo đến giờ khoác y cầm bát vào thành La Duyệt khất thực. Khi ấy, số đông tỳ kheo nghĩ như vậy: chúng ta vào thành khất thực nhưng còn quá sớm. Chúng ta hãy đến chỗ ngoại đạo dị học để cùng luận nghị. Rồi chúng tỳ kheo đi đến chỗ ngoại đạo dị học. Khi các ngoại đạo thấy các sa môn đến, bảo nhau rằng: các bạn hãy giữ im lặng, chớ nói lớn tiếng. Đệ tử của sa môn Cù Đàm đang đi đến đây. Pháp của sa môn ca ngợi những người im lặng, chớ để họ biết chánh pháp của chúng ta loạn hay không loạn. Bấy giờ số đông các tỳ kheo đi đến chỗ ngoại đạo dị học. Sau khi chào hỏi nhau, ngồi xuống một bên, khi ấy các ngoại đạo hỏi các tỳ kheo: sa môn Cù Đàm của các ông dạy các đệ tử bằng diệu pháp này rằng: này các tỳ kheo, hãy thấu suốt hết thảy các pháp và hãy tự mình an trú. Phải vậy chăng? Chúng tôi cũng dạy các đệ tử diệu pháp này để tự an trú. Những điều tôi nói có gì khác với các ông, có gì sai biệt? Thuyết pháp, giáo giới cũng như nhau, không có gì khác. Số đông các tỳ kheo, sau khi nghe những điều ngoại đạo nói, không khen hay, cũng không chê dở, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy mà bỏ đi. Sau đó, các tỳ kheo bảo nhau: chúng ta hãy đem nghĩa lý này đến bạch Thế Tôn. Nếu Như Lai có dạy điều gì, chúng ta sẽ ghi nhớ mà phụng hành. Rồi số đông các tỳ kheo, sau khi vào thành La Duyệt khất thực, trở về trong phòng, cất y bát, đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, số đông các tỳ kheo đem duyên sự trước đó kể hết lên Như Lai. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: sau khi các ngoại đạo dị học kia hỏi nghĩa này, các ngươi hãy trả lời bằng những lời này: luận một điều, nghĩa một điều, diễn một điều, cho đến luận mười, nghĩa mười, diễn mười. Khi nói lời này có ý nghĩa gì? Các ngươi mang lời này đến hỏi, những người kia sẽ không thể trả lời. Các ngoại đạo do thế càng tăng thêm ngu hoặc. Vì sao vậy? Vì không phải là cảnh giới của họ. Cho nên tỳ kheo, ta không thấy có trời người, ma hoặc ma thiên, đế thích, phạm thiên dương mà có thể trả lời được điều đó, trừ Như Lai và đệ tử của Như Lai nghe từ ta nói. Điều này không luận đến. Một, luận một, nghĩa một, diễn một. Ta tuy đã nói ý nghĩa này, nhưng do đâu mà nói? Hết thảy chúng sinh do thức ăn mà tồn tại, không thức ăn thì chết. Tỳ kheo đối với pháp ấy mà bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ, đồng một nghĩa không hai. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 2. Nghĩa 2, luận 2, diễn 2, cho đến luận 10, nghĩa 10, diễn 10. Ta tuy đã nói ý nghĩa này, nhưng do đâu mà nói? Danh và sắc. Danh là gì? Thọ, tưởng, niệm, xúc, tư duy. Đó là danh. Cái kia sao gọi là sắc? Bốn đại và sắc do bốn đại tạo. Đó gọi là sắc. Do duyên bởi căn bản này mà nói là sắc. Luận 2, nghĩa 2, diễn 2. Do bởi nhân duyên này mà ta nói đến. Tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. 3. Luận 3, nghĩa 3, diễn 3. Do đâu mà nói nghĩa này? Do ba thọ. Những gì là ba? Khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ.
vì sao được nói là lạc thọ? Trong tâm có ý tưởng lạc, cũng không phân tán, đó gọi là lạc thọ. Vì sao được nói là khổ thọ? Trong tâm mê loạn, không định tĩnh chuyên nhất, tư duy với nhiều ý tưởng khác nhau, đó gọi là khổ thọ. Thế nào là cảm thọ không khổ không lạc? Ý tưởng không khổ không lạc trong tâm lại không phải là chuyên nhất định tĩnh, cũng không phải loạn tưởng, cũng không tư duy pháp và phi pháp. Hằng tự tịch mặc, tâm không có ghi nhận gì, đó gọi là cảm thọ không khổ không lạc. Tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Luận 3, nghĩa 3, diễn 3. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 4. Luận 4, nghĩa 4, diễn 4. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là bốn đế. Những gì là bốn? Thánh đế, khổ tập, tận đạo. Vì sao được gọi là thánh đế khổ? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, lo buồn não khổ, oán ghét gặp nhau khổ, ân ái biệt ly khổ, ước muốn không được khổ. Vì sao được gọi là thánh đế tập, ái gốc cùng với dục tương ưng? Vì sao được gọi là thánh đế khổ tận, ái kia vĩnh viễn đoạn tận, không còn tàn dư, cũng không tái sinh khởi, đó gọi là khổ tận đế. Vì sao được gọi là thánh đế khổ xuất yếu? Đó là tám phẩm đạo của hiền thánh: chánh kiến, chánh tri, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tam muội. Đó là đạo có tám phẩm. Tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 4, nghĩa 4, diễn 4. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 5. Luận 5, nghĩa 5, diễn 5. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 5 căn. Những gì là 5? Căn tính, căn tinh tấn, căn niệm, căn định, căn huệ. Thế nào là căn tính? Đệ tử hiền thánh tin đạo pháp của Như Lai, rằng Như Lai là bậc chí chân, đẳng chánh giác, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Đó gọi là căn tính. Thế nào là căn tinh tấn? Thân tâm ý tinh cần không mệt mỏi, diệt pháp bất thiện, tăng ích pháp thiện, hằng chấp trì tâm, đó là căn tinh tấn. Thế nào là căn niệm? Tụng tập không quên, hằng giữ trong tâm, ghi nhớ không thất lạc, pháp hữu di vô lậu không bao giờ bị mất, đó là căn niệm. Thế nào là căn định? Trong tâm không động loạn, không có các tưởng sai biệt, hằng chuyên tinh nhất ý, đó là căn tam muội. Thế nào là căn trí tuệ? Biết khổ, biết tập, biết diệt, biết đạo, đó là căn trí tuệ. Đó là 5 căn. Tỳ kheo ở trong đó mà bình đẳng giải thoát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa ấy, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 5, nghĩa 5, diễn 5. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 6. Luận 6, nghĩa 6, diễn 6. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 6 trọng pháp. 6 ấy là gì? Ở đây, tỳ kheo thường xuyên hành từ tâm bởi thân, hoặc ở chỗ vắng vẻ, hoặc ở trong phòng. Tâm thường như một, đáng tôn, đáng quý, đưa đến hòa hiệp. Đây là pháp tôn trọng thứ nhất của tỳ kheo. Lại nữa, hành từ tâm bởi miệng,
không hề hư dối, đáng kính, đáng quý. Đó là pháp tôn trọng thứ hai. Lại nữa, hành từ tâm bởi ý, không khởi ganh tị oán ghét, đáng kính, đáng quý. Đó là pháp tôn trọng thứ ba. Lại nữa, nếu được lợi dưỡng đúng pháp, cho đến còn dư trong bình bát, đều đem chia cho các bạn đồng phạm hạnh, tâm bình đẳng mà cho. Đó là pháp tôn trọng thứ tư, đáng kính, đáng quý. Lại nữa, phụng trì cấm giới không có điều rơi rớt, giới mà bậc hiền trí quý trọng. Đó là pháp tôn trọng thứ năm, đáng kính, đáng quý. Lại nữa, chánh kiến mà hiền thánh được xuất yếu, đến chỗ chấm dứt khổ tế, ý không tạp loạn, cùng tu hành với các đồng phạm hạnh pháp ấy. Đó là pháp tôn trọng thứ sáu, đáng kính, đáng quý. Bấy giờ, tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa ấy, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận sáu, nghĩa sáu, diễn sáu. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 7. Luận 7, nghĩa 7, diễn 7. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 7 y chỉ xứ của thần thức. 7 ấy là gì? Hoặc có chúng sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân sai biệt. Đó là trời và người. Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng. Đó là trời Phạm Ca Di khi mới thác sinh. Hoặc có chúng sinh một tưởng, một thân. Đó là trời Quan Âm. Hoặc có chúng sinh một thân, nhiều tưởng sai biệt. Đó là trời Biến Tịnh. Hoặc có chúng sinh không xứ vô lượng. Đó là trời Không Xứ. Hoặc có chúng sinh thức xứ vô lượng. Đó là trời Thức Xứ. Hoặc có chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng. Đó là trời Vô Sở Hữu Xứ. Hoặc có chúng sinh phi tưởng phi phi tưởng vô lượng. Đó là trời phi tưởng phi phi tưởng. Đó là 7 y chỉ xứ của thần thức. Ở đó, tỳ kheo bình đẳng giải thoát, cho đến bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 7, nghĩa 7, diễn 7. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 8. Luận 8, nghĩa 8, diễn 8. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 8 pháp thế gian, tùy theo đời mà xoay chuyển. 8 ấy là gì? Đắc, thất, vinh, nhục, khen, chê, khổ, lạc. Đó là 8 pháp thế gian, tùy theo đời mà xoay chuyển. Tỳ kheo trong đó bình đẳng giải thoát, cho đến bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 8, nghĩa 8, diễn 8. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. 9. Luận 9, nghĩa 9, diễn 9. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là chính cư xứ của chúng sinh. Những gì là chính? Hoặc có chúng sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân sai biệt. Đó là trời và người. Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng. Đó là trời Phạm Ca Di khi mới thác sinh. Hoặc có chúng sinh một tưởng, một thân. Đó là trời Quan Âm. Hoặc có chúng sinh một thân, nhiều tưởng sai biệt. Đó là trời Biến Tịnh. Hoặc có chúng sinh không xứ vô lượng. Đó là trời Không Xứ. Hoặc có chúng sinh thức xứ vô lượng. Đó là trời Thức Xứ. Hoặc có chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng. Đó là trời Vô Sở Hữu Xứ. Hoặc có chúng sinh phi tưởng phi phi tưởng vô lượng. Đó là trời phi tưởng phi phi tưởng. Vô tưởng chúng sinh và các loài thọ sanh khác. Đó là chính y chỉ xứ của thần thức. Tỳ kheo trong đó bình đẳng giải thoát, cho đến bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận chính, nghĩa chính, diễn chính. Điều mà ta nói chính xác là như vậy.
10. Luận 10, nghĩa 10, diễn 10. Do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 10 niệm. Những gì là 10? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Tỳ Kheo, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm chỉ tức, niệm an bang, niệm thân, niệm sự chết. Tỳ kheo trong đó bình đẳng giải thoát, cho đến bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 10, nghĩa 10, diễn 10. Điều mà ta nói chính xác là như vậy. Như vậy tỳ kheo, từ 1 cho đến 10. Tỳ kheo nên biết, nếu ngoại đạo dị học mà nghe những lời này còn chưa dám nhìn kỹ vào sắc mặt, huống nữa là trả lời. Tỳ kheo nào hiểu rõ được nghĩa này ở ngay trong hiện pháp là người tối tôn đệ nhất. Lại nữa tỳ kheo ni nào tư duy nghĩa này cho đến 10 năm nhất định thành tựu hai quả, hoặc A La Hán hoặc A Na Hàm. Tỳ kheo, hãy bỏ qua 10 năm, nếu trong 1 năm mà tư duy nghĩa này, ác thành tựu hai quả, trọn không nửa chừng thoái thất. Tỳ kheo, hãy bỏ qua 1 năm, trong chúng 4 bộ, trong 10 tháng, cho đến 1 tháng, ai tư duy nghĩa này, ác thành tựu hai quả, cũng không nửa chừng thoái thất. Giả, hãy bỏ qua 1 tháng, ai trong chúng 4 bộ 7 ngày tư duy nghĩa này, ắt thành tựu hai quả, quyết không nghi ngờ. Khi ấy A Nan ở sau Thế Tôn cầm quạt quạt Phật. Bấy giờ A Nan bạch Phật: Thế Tôn, pháp này cực kỳ sâu thẳm, ở địa phương nào có pháp này nên biết ở đó gặp được Như Lai. Kính bạch Thế Tôn, pháp này tên gọi là gì, nên phụng hành như thế nào? Phật bảo A Nan: Kinh này có tên là Nghĩa của Pháp 10, hãy ghi nhớ phụng hành. Bấy giờ A Nan và các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Những ai tu hành 10 tưởng sẽ diệt tận các lậu, đạt được thần thông, tự thân tác chứng, dần dần đạt đến niết bàn. Những gì là 10? Tưởng xương trắng, tưởng bầm tím, tưởng sình trương, tưởng ăn không hết, tưởng huyết, tưởng nhai cắn, tưởng thường vô thường, tưởng tham thực, tưởng sự chết, tưởng tất cả thế gian không có gì lạc. Đó là 10 tưởng mà tỳ kheo tu tập sẽ diệt tận các lậu, đạt đến niết bàn giới. Lại nữa tỳ kheo, trong 10 tưởng này, tưởng tất cả thế gian không có gì đáng ham thích là tối đệ nhất. Vì sao vậy? Người tu hành về sự không có gì đáng ham thích và người thọ trì tính phụng pháp, hai hạng người này tất dược bực mà thủ chứng. Cho nên tỳ kheo, hãy ngồi dưới gốc cây, nơi chỗ vắng vẻ, giữa trời trống, tư duy 10 tưởng này. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Tỳ kheo này bạch Thế Tôn: Như Lai hôm nay dạy các tỳ kheo pháp 10 tưởng. Những ai tu hành có thể đoạn trừ các lậu, thành hạnh vô lậu. Thế Tôn, như con thì không có khả năng tu hành các tưởng này. Sở dĩ vì dục tâm của con quá nhiều, thân ý hừng hực không thể yên nghỉ. Bấy giờ Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy: Ngươi hãy xả bỏ tưởng tịnh mà tư duy tưởng bất tịnh.
xả tưởng thường mà tư duy tưởng vô thường, xả tưởng hữu ngã mà tư duy tưởng vô ngã, xả tưởng khả lạc mà tư duy tưởng bất khả lạc. Vì sao vậy? Nếu tỳ kheo tư duy tưởng tịnh, dục tâm liền hừng hực. Nếu tư duy tưởng bất tịnh, sẽ không có dục tâm. Tỳ kheo nên biết, dục là bất tịnh như đống phân kia, dục như con sáo bắt chước giọng nói, dục không có đáp trả lại như rắn độc kia, dục như ảo thuật, như tuyết tan dưới nắng. Hãy niệm xả bỏ dục như dứt bỏ trong bãi tha ma, dục trở lại hại mình như rắn chứa chất độc, dục không biết chán như khát mà uống nước mặn, dục khó được thỏa mãn như biển nuốt sông, dục có nhiều tai họa như xóm la sát, dục như kẻ thù hãy nên tránh xa, dục như một chút mật ngọt dính trên lưỡi dao, dục không đáng yêu như xương trắng trên đường, dục hiện ngoại hình như hoa mọc trong nhà xí, dục không chân thật như bình vẽ kia, bên trong chứa đồ hôi thối, bên ngoài trông đẹp đẽ, dục không bền chắc như đống bọt nước. Cho nên tỳ kheo, hãy niệm tưởng tránh xa tưởng tham dục. Tỳ kheo, này ngươi hãy nhớ, xưa ngươi đã phụng hành 10 tưởng nơi Phật Ca Diếp, hôm nay hãy lặp lại tư duy 10 tưởng, tâm giải thoát khỏi hữu lậu. Lúc bấy giờ, tỳ kheo ấy buồn rầu rơi lệ không cầm được, tức thì cúi đầu lạy sát chân Phật, bạch Thế Tôn. Dân bạch Thế Tôn, con chất chứa mê hoặc đã lâu, Như Lai tự thân thuyết 10 tưởng, con mới có thể xa lìa dục. Này con xin sám hối, về sau không còn tái phạm. Cúi xin Như Lai chấp nhận sự sám hối lỗi lầm nghiêm trọng này, lượng thứ cho điều mà con bất cập. Phật bảo tỳ kheo, ta nhận sự sửa lỗi của ông, hãy chớ tái phạm. Lại nữa, Như Lai đã dạy ông 10 tưởng mà ông không khứng phụng trì. Tỳ kheo kia sau khi nghe Thế Tôn giáo giới, sống nơi chỗ nhàn tĩnh, tự mình khắc kỷ tư duy, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng. Ấy là muốn đạt thành sở nguyện như thật biết. Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Bây giờ tỳ kheo thành A-la-hán. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: kết cấm hiền thánh cư, hai lực và 10 niệm, thân quốc không quái ngại. 10 luân tưởng, quán tưởng,